Đây là toán thực tế lớp 9 nha các bạn. Đề bài cho như sau: tìm hai số biết rằng hai lần số thứ nhất nhiều hơn 5 lần số thứ hai. Thì số thứ nhất chưa biết thì mình gọi nè, gọi x là số thứ nhất, x là số thứ thứ nhất, được chưa? Y là số thứ thứ hai. Thì các bạn đọc lại đề lần nữa: hai lần số thứ nhất, thì theo đề bài tao có nè, hai lần số thứ nhất là hai nhân x, nhiều hơn là lấy thằng này nè trừ đi cái thằng 5 lần thằng số thứ hai, 5y bằng 5. Được chưa? Tiếp theo, và hiệu các bình phương của chúng bằng 300 mấy. Hiệu các bình phương, đây bình phương nè, x bình phương trừ y bình phương bằng 351. Thì đây được gọi là, theo đề bài nè, theo đề bài ta có, được chưa? Đó. Thì ở đây các bạn có thể quy về một một ẩn các bạn. Rồi thì để giải được bài này thì các bạn giữ lại thằng x nè, chuyển thằng y qua nếu các bạn muốn giải theo y, còn nếu các bạn muốn giải theo x thì giữ thằng y lại. Vậy mình giải theo x nha để cho các bạn quen. Vậy, trừ 5y bằng 5, chuyển thằng này qua thành trừ trừ 2x, rồi này viết lại đó, bằng 351. Rồi tương đương, mình thấy đây dấu chia 5, chia cho chữ, chuyển này qua chia cho chữ, trừ 5, chia cho trừ 5, vậy là y bằng, làm chậm nha các bạn, làm chậm nè, thì mình sẽ bằng gì ạ? Là 5 trừ 2 x chia cho chữ trừ 5 đó, và ở dưới các bạn viết lại, được chưa? Rồi tương đương, do dấu trừ ở dưới mình không thích thì mang dấu trừ lên trên đổi dấu, vậy là bằng trừ 5 cộng 2 x chia 5, x bình trừ y bình bằng 351. Sau đó các bạn tương đương thế cái hàng y vào đây, và cái biểu thức trên các bạn viết lại nè. Đó. Còn cái biểu thức dưới, cái chỗ nào có y các bạn thay bằng biểu thức này, vậy là x bình trừ cho mở ngoặc trừ 5 cộng 2 x chia cho 5 tất cả bình bằng 351. Sau đó các bạn khai triển thằng này ra, được chưa? Khai triển này ra. Rồi, cái biểu thức thứ nhất các bạn viết lại nha. Cái biểu thức này nè, các bạn viết lại vào đây. Và ở đây mình sẽ ra là x bình nè trừ mở ngoặc. Thì đây mình mang ra, mình phép cộng nè, có tính chất giao khoán để cho bạn dễ hiểu nè. Đó, 5 chia mũ 2 3 5 1. Sau đó các bạn tiếp tục như vậy, các bạn giải ở trên, các bạn viết lại nè. Ở đây ra x bình nè, đây sẽ ra là gì nè? A trừ b tất cả bình, ở dưới là 25, ở trên là 2x tất cả bình trừ 2 nhân a nhân b cộng b bình đảo ngoặc bằng 351. Sau đó tiếp tục các bạn quy đồng mẫu số luôn nha, mình quy đồng mẫu số là mình giải luôn nha các bạn. Ở trên viết lại nè, nhân lên nè bằng 25x bình trừ nè, nhớ trước trừ trong đổi dấu nè, đầu đổi dấu nha các bạn. Đây ra 4x bình, đây ra là cộng 20x cộng 25 bằng, chia nè, chuyển qua đây nhân, thì là 351 nhân cho 25, 351 nhân 25 bằng ra là 8775, được chưa? Sau đó các bạn rút gọn và chuyển qua một vế nha. Rút gọn nè, đây dưới đây là ra 21x bình, đây ra là cộng 20x. Ở đây các bạn quên nha, cẩn thận nha, đổi dấu nè, ở đây bị sai nè các em ạ. Đổi dấu nè, trước mặt có dấu trừ trong đổi dấu, chuyển qua đây là trừ 25 rồi trừ thêm, trừ 25 trừ thêm 8775 bằng 8 trừ 8800 bằng 0. Thì đây là phương trình bậc 2, một ẩn. Các bạn bấm máy tính nè. 21 trừ 1 trừ 8800 mod 553 trừ 21 nè, 20 nè, các
bạn cẩn thận nha, bấm cẩn thận giúp lại, bấm lại nha. 21 nè bằng 20 nè bằng trừ 8800 bằng bằng, thì ra 20 và bao nhiêu ạ? X bằng x 1 bằng 2, hồi nãy là ra 20, x 2 bằng trừ 440 phần 21. Rồi thì cái biểu thức số 1 này nè là chính là biểu thức này. Đó, biểu thức này thì các bạn thế vào y bằng trừ 5 cộng 2 x phần 5. Các bạn thế x vào đây các bạn tìm ra y, thế x vào đây các bạn tìm ra y. Vậy mình sẽ tìm được x và y nha các bạn. Ok chưa?